nhưng bây giờ không có thời gian luôn. Cái vụ này bỏ hết nè, bỏ hết mấy mấy cua hả? Hả, thì dư mà. Cái này để chục trái không? Ấy hơi chục trái chứ, để cho coi dữ vậy. Bắt đầu nó đậu này là ví dụ được 40-50 trái rồi ấy. Cái đó là nó ra sớm mà 50 trái, mà nó ra 40 trái thì mình có thể để. Hôm nay mình ghé vườn của anh Bảy coi thử anh Bảy anh làm gì. Mình ghé thình lình thôi chứ không có báo trước anh Bảy, xem thử vô vườn thử anh Bảy đang phun xịt gì cái giai đoạn làm bông này. Xe ảnh này. Tại bữa nay có việc đi ngang đây nên ghé thử thấy anh Bảy đang phun tưới cái gì nè, tưới nước khí thế luôn. Bữa nay là ngày 8 tháng 1 2023 dương lịch nha. Là hình như là anh Bảy đang tưới nước á. Ô, chà, bữa nay đi thình lình thử bữa không báo trước. Bảy đang tưới nước hả? Tưới nước bộ phân nè. Bỏ giờ nó đang ra mất cua này, bỏ dìu luôn rồi hầu nó sợ nhị là nó giờ lá dìu đọt á hả? Hả, ý là giờ bỏ à, bỏ dìu đọt luôn, bỏ dìu đọt này nó đang ra mất cua này. Ủa nó bị nhìn đỏ quá trời phải hả? Thì cho đó thì đó hả? Nhìn đỏ mùa này, nhìn đỏ gì đó. Giờ là tưới phủ luôn hả? À, tưới phủ luôn, cho hơi bát luôn mà tưới phủ luôn. Nó ra đạt không anh Bảy? Ừ, cái này là mình chết hả? Này là không gì hết chứ không à, đây 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 này, cái này là mình hết chứ, cái này là lấy đều hết rồi. Cái này thân đừng đừng này ít hả? Ít đừng này nhiều hơn. Nhưng mà nó ra đều không Bảy? Nó cũng đều, cũng đều được 80% rồi, tóm được 90% rồi. Này là chị thấy. Quá. Sáng vô vườn anh Thành nhưng mà nó cây có loại lớn rồi. Tạ mới nhiều tạ cả lắm. Tơ hả? Cái vườn nãy đó ông vừa nông quán mà thu một tạ như này nè. À, ở ngoài kia hả? Để tính ra nó ra lại cái vườn tơ đó. Cái này là cũng như ra trái chín như nông quán này. Cái hả? À, tơ đúng không? À, ta mới 3.5 năm nè. 3.5 à? 3.5 ăn tế nữa được 4 năm. Còn ta mẹ ăn tế được không? Hả? Ăn tế được không? Cỡ này là bây giờ đi vô phan cho đi đọt. À, cho đi đọt luôn. Do từ mét cua đến sợi nhị là hơi tháng trời. 2 tháng. Mà cái dừa rầu là để cho nó giờ lá nó ra mấy mét cua. À. Là nếu mà không bỏ thành 4 tháng mất là cây nó kiệt sức. Nhiều người nói thì bỏ vô mấy công để giò lá dễ làm trái hơn, công nhận giò lá thì dễ làm trái hơn à. Nhưng mà nó kiệt sức mất. Nhưng như cây này nó mà đi đọt là nó rụng hết chứ có đâu. À đúng rồi, đi đọt thì rụng hết. Nhưng cái là đọt nó già nè. Dạ già rồi. Cái này là không rụng nữa nè. À nó lụa hết, nó mà lụa hết mà, này. Lúc mà nó sợ nếu là nó sợ nhị, nó sợ nhị với ra trái trứng cút mà nó già cả này là nó đậu 100% luôn, là phải lẹt bứt bỏ. Như cây này là phải lẹt bứt bỏ nè. Không có làm trái cái cây này rồi mình để cô lắm là hơi chục trái thôi. Nhưng mà nó ra hai đợt bông không Bảy? Hai đợt bông, như cái đợt này là anh đào hết nè, rồi bắt đầu mình vùa cái này bỏ nè. Nhưng bây giờ không có thời gian luôn, cái vùa cái này bỏ hết nè. Bỏ hết mấy mấy cua hả? Hả? Thì dư mà. Chứ cái này dư mất rồi, cây này là dư mất rồi. À. Hả? Thì nhưng mà nó ra sớm nó sợ nhị trăng tết nó đào 100% luôn. Do lượng trà ở trên nó mất. À. Đuổi như này còn ẩm là nó đậu 100% luôn. Nhưng mà tỷ lệ cây nhiều, cây như vậy nhiều không ở vườn này nè? Không, cây như này ha, cây như này cũng cỡ 50-60 cây á. À, nhưng mà vẫn để hết, do nó lượng này nó đủ rồi để, chứ không nên một lứa bây giờ mình bỏ lứa này chắc lứa sau nó đậu, mà lứa này nó dễ đậu lắm. Cây này để chục trái không? Ấy hơi chục trái chứ, để cho coi. Dữ vậy? Con bỏ phân thôi chứ đâu con cặn đâu. Chú bén rồi à? À, ừ, bỏ hết. Cho nó cao hơn mình chút xíu mấy. À, kệ nó chứ, thôi đó. Nhau này, nhau này. Này. Này, nó cũng đều hết. Nhóm rồi này, ô, đúng bài luôn hả Bảy? Này, bây giờ mà ấy là nó nhổm đợt nè. Cho nó bỏ phân luôn nè, cho nó đi luôn mà. Đấy, thì khi mà nó nhú mấy cua được khúc thì mình vô phân à, nhổm. Đây, vô bây giờ nó đi luôn nè, cho nó đi đọt luôn. Để sau này là mình khỏi. Như dọn này, như cây này là sao nè, như dọn này là nó đậu 100% luôn nè. Đâu? Này, như cái lọ đó. Nó... À, lụa hết. Nó là... Mà, nó sẽ nhị kiểu này nè, mà trăng tết này đào hết. Bắt đầu nó đào cái này là ví dụ được 40-50 trái rồi ấy, thì mình đã bỏ cái này. À. Quyết định đã bỏ, chứ bây giờ cũng đừng nên bỏ vội. À. Cây này là được 40-50. Được, cây này là được 40. Phải được 40. 40 dữ lắm đó nha. À, thì nó quá thấy đống cây đó mà để một tạ hay tạ. À. Hả? Có 100 cây rồi 70 cây ra được 7-8 máy á, 70 cây thôi đó. Cái này thì mới nó hú hú. À đúng nè, là vô nước quá luôn nè. Nhưng mà cả này cũng không làm gì hết, cả này này ví dụ nè, cả này
cả này nó ra này, mà mấy cái chùm nó ít quá này lẹt luôn nè, nó không đón gì luôn. Ví dụ quyết định của cây đó là nó ra sớm mà 50 tế, mà nó ra 40 tế thì mình có thể để, chứ còn 45 tế là nó không ra gì, là mình phải vô bỏ mấy cái này để có một lưới là nó sau này chỉ làm tế ăn, mong ăn. Nhưng mà bây giờ nó đang mấy cua vậy, bảy bỏ 30 bao nhiêu khoảng? Không, 20, 15 tùy theo mũi người à, có thích của mũi người à. 20, 15 với 16, 16 tốn cũng được, tùy theo mỗi người, chứ mình cũng không có ái được, tùy theo cái này dài là lòng cháy. Nhưng bông mà mình tưới thì giai đoạn này mình tưới để cho nó đi đọt á, thì mình nếu mà đi đọt luôn là tưới lúng luôn. Tưới lúng luôn à? Mình quyết định cho đi đọt là tưới lúng luôn, cho nó bung đọt nhanh nhanh. Ngày nào cũng tưới vậy? Không, cách ngày ngày, nhưng mà hầu kia mình tưới cỡ 15 20 phút, bây giờ mình quốc nửa tiếng hay một tiếng cũng được. Nhưng mà khi mà bắt đầu lúc mà mình xiết nước nó ra mấy cua xong rồi á, là mình tưới thoải mái. Nếu mình vô phân thì tưới thoải mái. Mình có cần nháp nháp nhẹ nhẹ trước không? Cần không, cái này bữa trước là nháp, cái đây một tuần lễ là nháp rồi nè, nó bắt đầu nó ứng mấy cua nháp rồi. Bây giờ nó bung bung. Bung mình thấy cũng thấy vừa đủ rồi, mình tưới nước vô với bỏ phân luôn. Cho nó nhiều luôn. Tức là trước khi mà nó đang nhúng mấy cua ra, mình để nó khô thời gian không, mình nhúng cua xong rồi mình nháp khoảng 15 20 phút. Rồi nó bực ra. Nó bực ra bắt đầu thì là được bữa trước một tuần là nháp nước rồi nè. Bây giờ thấy nó bực bực đủ rồi thì bỏ phân. Ví dụ cái này nè, không bỏ phân thì lòng trế sau nó cũng sướng nè, nhưng mà nó mất sức. Nó không đi đọt. Cây mình nó không đi đọt nữa, nó cung ấy thì nó dễ làm trế lắm, nhưng mà nó mất sức. Cái năm sau là nó yếu lắm. Dài nhắm đi đọt nữa không phải. Đi chứ, bây giờ mình bỏ phân nè, bữa nay là hơn 1 kg nè. Hơn 1 kg. Cả này nó đi đọt nó giờ là khá thắng nữa, như cả này nè, nó đong ra mấy cua cả này. Đong ra mấy cua đây. Ra mấy cua đây. Từ khi mất cua đến sở nhị là 2 tháng trời. Là lấy gì nuôi. Mà từ bắt đầu chưa để cho nó giờ ló, nó mới giờ ló nó mới ra mấy cua. Là cái đây 2 tháng rồi. Nếu mà để 2 tháng nữa thành 4 tháng không? Không tính nó thành 4 tháng mất, cây nó đủ sức, đủ sức. Mất hết chàng lá nó sẽ rụng, nó phải không đủ rồi, nó phải nên đốm một cái vườn lá cũng được. Nhưng có nhiều người họ dìu nhưng mà nó lại không đi đọt. Không mà tới lúc gần xã nhị đi phát cái là nhưng mà nó cũng hiếm lắm. Cây sầu riêng là nó có nước có phân là nó đi đọt, mùa nén nó ra bông và té là đi đọt. Còn mùa mưa mình trong đi đọt một lứa hai lứa rất khó. Nhưng mà đã ra bông và té, giờ cái giống ra bông và té là đi đọt. Nếu mà như trứng gà nó giọt nó đụng không còn một té luôn. Nhưng mà có nhiều vườn đó, họ tưới chắc thiếu nước quá hay sao, hay là không đúng phân, nó không đi đọt nổi, tới lúc gần xả nhảy gì nói chung là nó cũng nó nhảy đọt hết. Là đó là nó bây giờ này, bây giờ là mình phải đi phân theo luôn thì không. Thì sau này hơi tháng trời nữa, hơi tháng sau bây giờ hết tháng giêng cái này nó mới xả nhảy nè. Cỡ này là vô phân vô nước là lon. Nếu mình bỏ phân cũng vô nước là lon ăn là mình nhiều theo. Nếu mà mình không bỏ phân thì cũng đừng nên nhiều nước nhiều. Ủa vậy hả? Nhiều nước nhiều là đi đọt. Ủa vậy hả? Ấy là mình bỏ phân xong rồi mình tưới nước cho thoải mái cho nó đi đọt là để sau này nó sở nhị, nó sở nhị nó ra trứng cút là nó giờ đó. Là hai kiểu làm, một kiểu vô đọt vô phân. Còn người ta không ái nữa là bắt đầu cái này là không, người ta không vô phân vô nước ý chứ thôi. Để cho nó là cái lá này nó không phát triển, cây nó yếu nó không phát triển nữa. Kiểu khô. Tùy theo đâu. Nhưng mỗi người nó có mũi, nhưng mình làm dài hết thì cây mà nó khỏe, có sức hơn. Làm khô nguy hiểm quá, lỡ nó mưa trái mùa là bắt đầu nó bị tay thua. Còn cây nó mưa, ví dụ tứ thoải mái là nó mưa không suy nghe. Thấy không? Cái kia là nó sóc nước. Với cái lợn này thì làm mình cháy. Xả nhị hết rồi nè. Xả nhị nè, cái này nó đậu gì cháy. Cái sau này nó đậu, nó ái là thì mình giọt mình bỏ hết này nè. Nếu mà nó sức đủ khoảng 40-50 tế là bắt đầu mình dùng cái này mình đổi. Nhưng mình cũng chưa nên vội phải không? Mình không có thời gian chứ vội đâu. Đúng là làm được rồi đó, không có thời gian. Có để đơn xì. Nhanh gì? Không thiệt á, có 40 thuốc nào thử thật cái này. Đúng là cái này nó xì là không có thời gian, chỗ này nó xì nè, xì mũi nè. Đó, mình phải đi quét là cai nó hơn bệnh, ít bệnh là vậy đó. Ví dụ ít chỗ này. Cho nhiều người chủ quan không nhàm gì đau là bắt đầu nó rỉ xuống là đây là bữa sau này nó nhỉ xuống này nè. Này hồn chút cũng nhẹ, ây chút vậy là lồn đó. Cũng mang cô Z với phốt thôi. Phốt với trộn chú thuốc sao rài, nhiều hồn con sao rài cho nó chết theo luôn. Như cỡ này thì bảy có bơm gì cho nó không? Cũng có bơm phàng, mang cô Z với phốt vô cho phàng. Cũng vô cuốn nó ngấy rồi. Nếu mà không có gì mình xịt ló thôi rồi nó cũng ngắm, nó rồi lưu dẫn thì nó cũng ngắm. Phốt rồi hả? Phốt rồi đó, nó ngắm. Có xịt rài không? Có chứ. Không mà phốt mang cô giấy chứ thì không nên trộn thuốc rài, nó có tóc đồng, nó không công hiệu. Cái nó mất tóc hiệu mất. Còn ví dụ
phốt bốn cam ấy trộn thuốc rài được. Còn men cua giấy là nó có cốc đồng vô trộn thuốc rào thì nó không hiểu lắm. Nhưng mà mình xuất vô cái mà không có đón kĩa một quành đó là mình xuất đồ nạn thôi là con sao rài nó chết luôn. Bôi đi nó. Chứ còn xịt của men cua giấy mà xịt có nó có cốc đồng đó mà xịt thuốc sao rài vô là nó không hiểu. Nó không có chất lượng của cá. Bên này đám khác à, mình nói chưa, mình nói là thấy chưa, mỗi người nó một anh hiền á, mỗi người nó một cách riêng, mỗi cách mình cũng không biết được. Nào cho ra thăm á, một cốc thì 2 bét đủ tưới không vậy đó, đủ 2 bét á, này tầng tứ bộ phân tứ thế vậy đó. Chứ bây giờ này ví dụ này em này cái này là để 3 đến 40 té thì có 40-50 cuốn này thôi mà lên thấy vậy chứ lũ khủ để sao mình sẽ cháy. Cứ đem chặt dư cái hả? À, ví dụ một nụ dần một chùm dần té thôi rồi mày cháy. Hôm nay để múc chỉ luôn đi, để như chú thọ kia đó, chú thọ năm rồi ông để múc cán luôn nó cày từ 50 mấy trái à, được đó rồi đi tròn 4 năm nhưng mà sau này của ổng nó yếu, ông bè của anh dưới đó đó à, nó mất nè, ông mà ổng phục hồi được rồi, ổng kêu ngon rồi để nhưng ông bè ở dưới đó chặt nữa gì dưới này, cái này nó xì để làm giá. Cái này phải ngày nào cũng phải đi quá vậy. Đúng là buổi sáng. Ừ, không buổi sáng nó mới tái nhị nước. Còn trưa là lên không. Nhưng mà lúc chút cũng không đáng kể mấy luôn. À. Bằng chung. Nhưng mà tốt nhất là mình đi lồn thì còn tốt. Chứ cái dọn này ví dụ. Ôi, ví dụ cái ví dụ cái lưới này gì? Lưới này ít quá, không đủ 40-50 té thì mình bỏ. À. Đó. Mà lấy lưới sau. Nó lẻ quá không? À. Cái chầu này thường người ta ghép người ta sẽ lấy mấy cái này. À đó đó. Nấu mạnh á. Hả? À. Này ví dụ nha. Ví dụ như nhà này. Lâu. Của anh là ví dụ nó nứt lên chầu đây nè, bây giờ mình để chầu lại là không bao giờ mình nứt mấy cua ấy à, mình phải lấy không à, mình lát cái chầu này nè, mình lát cái chầu này nè nó nứt mấy cua chỗ này à, nên tùy theo cái đó mình thôi ít giả sử như là lốm này đi mình giả sử luôn đâu đây